Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dù bão đã tan nhưng hoàn lưu sau bão kết hợp với rãnh thấp tiếp tục gây mưa lớn cho miền Trung trong những ngày tới. Do vậy, người dân sinh sống vùng trũng thấp, ven sông cần chú ý đề phòng. Nhận định về tình hình mưa lũ sau bão, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên tiếp tục có mưa ở khu vực phía Nam Tây Nguyên và Ninh Thuận với tổng lượng mưa từ 40-70mm. Khu vực phía Bắc Tây Nguyên và Khánh Hòa có tổng lượng mưa từ 80-150mm, có nơi trên 150mm. Ở các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có tổng lượng mưa 100-200mm, có nơi trên 200mm. Về lũ trên các sông, một số sông ở khu vực Bình Định, Quảng Ngãi đang lên. Tại sông Vệ trên mức báo động 3 là 0,2m và tiếp tục lên. Khu vực sông Trà Khúc đã lên mức báo động 3 vào chiều tối qua. Nguy cơ ngập lụt tại khu vực sông Trà Khúc và sông Vệ. Đặc biệt lưu ý khu vực sông Vệ nơi có địa hình trũng thấp. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên. Ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp, vùng ven sông. Khu đô thị tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Ngày 2 tháng 11 mưa giảm dần nhưng cơ quan khí tượng cảnh báo là từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 11 trở đi, mưa lớn có khả năng xuất hiện trở lại tại các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.